Đại Phụng đã canh nhân chương 1521, vây ngụy cứu triệu 2. Trong Bạch Sa Quận, một tòa nhà lớn ba sân, trong hậu hoa viên. Trong đình nghỉ mát, thuật sĩ bên cạnh bàn đá, áo trắng bay bay, cùng Bồ Tát khoác áo cà sa để lộ nửa bờ ngực ngồi đối diện uống trà. Không ngờ quốc lực Đại Phụng suy yếu đến nay, dám chính lão sư còn có thực lực bực này, ta chưa bao giờ khinh thường lão, nhưng ta vẫn đã đánh giá thấp lão. Sắc mặt hứa bình phong hơi trắng bệch và la thụ Bồ Tát cầm chén trà, thanh âm hùng hậu. Năm đó dám chính đời đầu có thể lấy một đánh ba, không rơi vào thế yếu. Thẳng đến khi võ tông công phá kinh thành, chém giết hôn quân, hắn mới mất đại thế, bị chúng ta chém giết. Hôm nay bằng sức hai chúng ta, đã giằng co với lão chẳng phân biệt được thắng bại, đã là rất đáng mừng. Ngươi nên biết, Phật môn không có khả năng để một vị Bồ Tát đến giúp đỡ ngươi nữa. Quảng hiền Bồ Tát cho rằng, Nam yêu sẽ nhân cơ hội khởi sự Đoạt lại Nam cương thập vạn đại sơn Hứa Bình Phong chậm rãi gật đầu Nam yêu khí số chưa hết điểm ấy thật ra không giả Nhưng bọn họ không có lãnh thổ Tựa như lầu cắt trên không trung Chỉ cần chịu đựng thêm 500 năm Khí số Nam yêu liền tới điểm cuối rồi Phật môn khi nào xuất binh Đông Chinh Lô Châu Già La Thụ Bồ Tát nói Đợi độ ách La Hán tập kết binh mã xong Tự sẽ liên lạc ta lúc ta vào Trung Nguyên, các quốc gia Tây Vực đã đang chuẩn bị lương thảo, quân nhu. Nghĩ hẳn ngay tại sắp tới. Hứa Bình Phong gật đầu, như thế rất tốt, hai quân hô ứng nhau từ xa, không tới ba tháng, có thể đánh tới Kinh Thành. Đợi ta một đường luyện hóa khí vận, lúc đến Kinh Thành, dám chính lão sư liền không còn sức vãn hồi. Hắn cười nhấp một ngụm trà, hỏi. Nam Cương bố trí thỏa đáng không? Già la thụ Bồ Tát gật đầu, có a tô la tọa trấn thập vạn đại sơn cho dù cửu vĩ thiên hồ đích thân tới cũng không làm gì được hắn hứa bình phong cười một tiếng lúc này già la thụ buông chén trà vương tay phải lòng bàn tay đặt ngang một mảng ánh sáng vàng từ lòng bàn tay dâng lên hóa thành một cái bát vàng trong bát vàng bắn ra màn hình màu vàng nhu hòa trong màn hình một vị thiếu niên tăng nhân môi hồng răng trắng ngồi xếp bằng sắc mặt nghiêm nghị già la thụ nam cương đã xảy ra chuyện thiếu niên tăng nhân thanh âm hư vô trống trải giống như đến từ chân trời hơn nữa nghe không ra là nam hay nữ là trẻ tuổi hay già nua già la thụ bồ tát mặt không đổi sắc chuyện gì thiếu niên tăng nhân nói hứa thất an cùng tôn huyền cơ liên thủ đánh bại a tô la phá vỡ tháp phong ấn mang đi mảnh thân thể thần thù hứa bình phong nheo mắt trong chén trà trong tay nước trà nổi lên gợn sóng già la thụ bồ tát chậm rãi nói hắn làm như thế nào Thiếu niên tăng nhân không trả lời, tiếp tục nói. Ta đã bảo độ ách quay về A Lan Đà, hỏa lực tập trung biên cảnh Nam Cương, đề phòng Nam yêu ngóc đầu trở lại. Cánh tay phải thần thù phong ấn tan bạc, ở trong vụ án tan bạc thoát vây. Cánh tay trái phong ấn ở trong phù đồ bảo tháp, đã bị Phật tử mang đi. Thân thể sớm rơi vào trong tay cửu vĩ thiên hồ. Mà nay hai chân thần thù lại đánh mất, trừ đầu, thân thể đã tập hợp đủ. Nếu ta dự liệu không giả, đoạt lại thập vạn đại sơn chỉ là bước đầu tiên của nam yêu bọn họ sẽ thừa dịp ngươi không ở a lan đà tấn công a lan đà kế hoạch đông chinh hủy bỏ ta chỉ có thể phái hai vạn tinh nhuệ tấn công lôi châu lấy làm quấy rầy ngươi tự giải quyết cho tốt bóng người thiếu niên tăng nhân biến mất ở trong màn ánh sáng vàng già la thụ bồ tát cùng hứa bình phong im lặng không nói trong ủng thành đầu tường các tướng lĩnh bàn bạc quân sự đón binh lính báo cáo đại tướng quân sĩ tốt không người ôm quyền nói quốc sư truyền lời tây vực sẽ phái hai vạn quân tinh nhuệ quấy rầy biên cảnh lôi châu lấy làm kiềm chế nhưng sẽ không phối hợp chúng ta tấn công đại phụng sắc mặt tướng lĩnh các doanh ngẩn ra thích quảng bá trầm giọng nói vì sao sĩ tốt nói hứa thất an sẽ liên hợp dư nghiệp vạn yêu quốc công kích nam cương cùng với a lan đà phật môn tập trung hỏa lực đối đãi không rảnh để ý thứ khác cái gì? Họ hứa muốn tấn công A Lan Đà. Hắn dựa vào cái gì, chỉ bằng hắn vẹn vẹn tam phẩm võ phu, tấn công A Lan Đà. Phật môn cũng quá coi trọng hắn rồi nhỉ. Tướng lĩnh các doanh cả kinh biến sắc, oán giận nghị luận. Hứa thất an. Sắc mặt cơ huyền trầm xuống, siết chặt hai nắm tay. Chấm dứt hội nghị, hứa tân niên bụng đói kêu vang đến thẳng nội sảnh. Lúc này bữa trưa đã qua, mà hắn hôm nay ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn đã theo ân sư trương thận tham gia hội nghị cùng cao tần thanh châu bàn bạc quân sự bây giờ đã đói tới mức trước ngực dán vào sau lưng bước qua bậc cửa đi vào nội sảnh bố chính sứ ti hứa tân niên nhìn thấy là bàn ăn chén đĩa hỗn độn đĩa đồ ăn bị liếm sạch sẽ một bàn đồ ăn ngay cả canh suông cũng không thừa cho hắn đứa em gái này không cần nữa cũng được hứa tân niên yên lặng xoay người rời khỏi đi ra khỏi nội sảnh hứa nhị lan nhìn quanh một vòng thế mà lại chưa phát hiện nha hoàng hậu nha tuy là khu sinh hoạt của bố chính sứ nhưng dù sao cũng là một bộ phận của bố chính sứ ti nơi nha môn tự nhiên không thể có quá nhiều oanh oanh yến yến hứa nhị lan có thể hiểu được đi thêm một lát hắn ở trong tiểu viện phía tây thấy được hai thầy trò căng bụng ngồi ở bên cạnh bàn đá lười biếng phơi nắng khóe miệng hứa nhị lan nhẹ nhàng giật giật cau mày Hai người các ngươi không phải muốn đi Nam Cương sao? Ngày mai liền xuất phát đi. Hứa Linh âm chấn động, Khoa Trương há hốc mồm, kéo thật dài âm cuối ta một tiếng, nhìn Lệ Na, nói. Sư phụ, nơi này không phải Nam Cương sao? Đương nhiên không phải, nơi này cách quê ta còn rất xa, ừm, cũng không tính là đặc biệt xa, ta cũng chạy 7 ngày 7 đêm liền có thể đến Nam Cương rồi. Lệ Na vỗ ngực nói. Hứa Linh Âm liền vui vẻ leo lên trên người nàng, cái mông nhỏ ngồi ở trên mặt nàng. Lệ Na bốc một cái vỗ bay nó, tựa như vỗ trùi bọ, không phải nói ngày mai xuất phát sao, ngày mai xuất phát, Linh Âm ngươi luôn ngốc như vậy. Hứa Nhị Lan ho khang một tiếng, đồ cùng chủy kiến, trầm giọng nói. Các ngươi vì sao không để lại cơm cho ta? Lệ Na vội vàng đẩy tội, là Linh Âm nói Nhị Lan huynh đệ sẽ không đói. Hứa Linh Âm mở thật to đôi mắt, nghiêm trang gật đầu, nhị oa sẽ không đói. Lệ na nói, vậy thì không có cách nào nữa. Hứa nhị lan thế mà không có lời nào để chống đỡ, phải tay áo bỏ đi. Hắn vừa rồi có ý cậy ra đầu của muội muội cùng lệ na, nhìn xem hai người bình thường đều đang nghĩ cái gì. Vì sao lời mở heo che lòng, có thể nói tự nhiên như thế, nghiêm trang như thế. Lúc này, hắn thấy ngoài cửa sân hình vòng có một người đi vào, mỏng thiên lôi tướng mạo xấu xí, là tùy tùng của tôn huyền cơ, yêu tộc từ nam cương mang về về phần tên hứa tân niên chưa hỏi thăm vị huynh đài này bản quan hứa tân niên hứa nhị lan chào đón chắp tay nói bạch viên hộ pháp nhập gia tùy tục không quá tiêu chuẩn chắp tay hoàng lễ huynh đài xưng hô như thế nào viên hộ pháp cái tên thật quái dị hứa nhị lan vội hỏi hứa thất an là đại ca của ta viên hộ pháp có thể nói tình huống của hắn ở nam cương hay không Viên hộ pháp vừa nghe, mắt hơi phát sáng, thái độ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hứa đại nhân khách khí rồi, bổn hộ pháp không biết thì thôi biết sẽ nói hết. Hai người đứng ở trong sân, trải qua một phen nói chuyện, hứa tân niên đối với vị viên hộ pháp này đã có hiểu biết rõ ràng. Hắn đến từ Nam Cương, là hộ pháp vạn yêu quốc, tu vi tứ phẩm. Thiên phú thần thông là nhìn thấu lòng người, cũng tu hành Phật môn tha tâm thông, chính là vì năng lực này, bị tôn huyền cơ nhìn trúng, thu làm đệ tử sợ không phải thu làm đệ tử là làm công cụ truyền âm đi hứa tân niên biết rõ tôn huyền cơ chướng ngại ngôn ngữ nói thầm trong lòng viên hộ pháp liếc hắn một cái trong giọng nói mang theo bi thương ngươi đoán đúng rồi ta chỉ là một con khỉ công cụ đáng chết quên hắn có thể nhìn thấu ý nghĩ của ta trao đổi với loại người này thực mệt hứa nhị lan sắc mặt cứng đờ vội vàng giải thích viên hộ pháp hiểu lầm rồi ta không có ý tứ oán thầm ngươi, tôn sư huynh nhìn trúng năng lực của ngươi, nổi lên suy nghĩ ái tài mà thôi. Viên hộ pháp yên lặng nói, cùng ta loại người này trao đổi thực mệt, hứa đại nhân vẫn là không cần miễn cưỡng nữa. Hứa tân niên lấy lại bình tĩnh, ở trong lòng lẩm nhẩm kinh điển thánh nhân, vậy mới ngăn chặn mình suy nghĩ phát tán. Đôi mắt xanh thẳm trong suốt của viên hộ pháp nhìn hắn một lát, hứng thú trả rời dời ánh mắt đi. Dạ cơ trưởng lão kia là yêu gì? thông qua vừa rồi nói chuyện hứa nhị lan biết đại ca ngay cả nữ yêu cũng không buông tha dạ cơ trưởng lão là hồ tộc viên hộ pháp có hỏi tất đáp hồ tộc vậy hẳn là điên đảo chúng sinh lẳng lơ quyến rũ có cơ hội cũng phải kiến thức một phen dừng lại dừng lại không thể nghĩ nữa học đi với hành không chỉ nói cho qua chuyện học đi với hành không chỉ nói cho qua chuyện hứa tân niên kiềm chế suy nghĩ thấy lệ na cùng hứa linh âm cách đó không xa giật mình Viên hộ pháp có thể xem suy nghĩ của hai vị muội muội ta không? Hắn thường xuyên khó có thể hiểu vì sao Linh Âm sẽ ngu xuẩn như vậy. Kiến thức được năng lực độc tâm đáng sợ của viên hộ pháp, lòng hiếu kỳ hứa nhị lan đè dưới đáy lòng nhất thời lên men. Nếu có thể biết Linh Âm cả ngày đang nghĩ cái gì, sau đó đúng bệnh hốt thuốc, có lẽ có thể dẫn nó tới con đường chính đáng. Như vậy cũng đi trừ bỏ một tâm bệnh của mẫu thân. Bạch viên hộ pháp gật đầu, theo hứa tân niên sóng vai đi qua. Đôi mắt xanh thẳm trong suốt của hắn ôn hòa chăm chú nhìn lệ na cùng hứa linh âm. Hứa linh âm cùng lệ na cũng chú ý tới viên hộ pháp xấu xí, nhưng thấy hứa nhị lan ở bên người, liền không để ý, hai thầy trò vừa càng nhằn lẫm bẩm chuyện vụn vặt, vừa phơi nắng tiêu hóa thức ăn. Nhìn nhìn, bạch viên hộ pháp lộ ra vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Cái này, trái tim hứa nhị lan cũng theo đó thắt lại, nín thở không nói, lặng lặng chờ đợi chờ rồi chờ chờ rồi chờ hai khắc sau bạch viên hộ pháp yên lặng xoay người rời đi viên hộ pháp hứa nhị lan đuổi theo phát hiện vị hộ pháp tứ phẩm đến từ nam cương này trong đôi mắt xanh thẳm toát ra uể oải cùng mờ mịt nồng đậm ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy gì hứa nhị lan hỏi xong ngừng thở viên hộ pháp muốn nói lại thôi viên hộ pháp cứ nói hứa nhị lan nhất thời sắc mặt ngưng trọng viên hộ pháp lúc này mới gật đầu nói vị cô nương nam cương kia mới vừa rồi nghĩ là bữa tối ăn cái gì ngày mai ăn cái gì trong đầu hứa nhị lan hiện lên một dấu chấm hỏi thật to suốt hai khắc đồng hồ trong lòng lệ na chỉ nghĩ một chút thứ như vậy về phần đứa nhỏ kia bổn hộ pháp gặp khắc tin rồi không ngờ một cô bé con lại có một khỏa vô cấu chi tâm viên hộ pháp sắc mặt ngưng trọng chậm rãi nói tâm như gương sáng từ trước tới giờ trống không một vật. Tâm như gương sáng, từ trước tới giờ trống không một vật, vô cấu chi tâm. Hứa nhị lan ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ linh âm lại thiên phú dị bẩm như thế. Nhưng ở vài giây sau, hắn chợt phản ứng lại trong suốt hai khắc đồng hồ, hứa linh âm ăn uống no đủ đầu óc rỗng tuyết, cái gì cũng chưa nghĩ. Viên hộ pháp trầm giọng nói. Tình huống như vậy, bổn hộ pháp chỉ từng thấy ở trên người cao tăng Phật Pháp cao thâm, lòng không bụi trần nói tới đây bạch viên hộ pháp lộ ra nét kính để cùng khen ngợi không hổ là muội muội của hứa ngân la tuổi còn nhỏ vậy mà đã đến cảnh giới siêu phàm thoát tục bực này không phải như thế viên hộ pháp ngươi có thể hiểu lầm rồi hứa tân niên mở miệng lời giải thích lại như thế nào cũng nói không nên lời nam cương thung lũng bí ẩn hứa thất an đứng ở trong khe núi không có một bóng người trước người là hai cái chân của thần thù đáng giá nhắc tới hai cái chân là tách ra lúc trước thần thù bị phân thây hai chân bị chặt đứt tận gốc trải qua vài ngày thu thập khí huyết lực lượng hai cái chân này có sự khôi phục thật lớn tàn hồn bám vào trong chân tính tình kiệt ngạo hiếu chiến nhưng không giả dối ngược lại bởi vì quá mức kiêu ngạo tự phụ khiến hắn tỏ ra có chút dễ thương ví dụ như hứa thất an ước định với hắn nhổ hai cây phong ma đinh lại chiến đấu với hắn hắn liền luôn tuân thủ hứa hẹn lý do là muốn đường đường chính chính đánh bại hứa thất an, tự chiến cùng cường đại đối thủ, mới là điều thú vị của cuộc đời. Chuẩn bị xong chưa? Tàn hồn trong đôi chân truyền đạt ra ý niệm, nhổ hai cây phong ma đinh này, thực lực của ngươi sẽ tiếp cận tam phẩm đại thành. Đến lúc đó, chúng ta thống khoái đánh một trận. Hứa thất an gật đầu, đợi sau khi ta giải được phong ma đinh, chúng ta thống khoái chiến một trận, toàn bộ Nam Cương đều là chiến trường của chúng ta nhổ phong ma đinh đối với thần thù tiêu hao rất lớn. Hai chân thần thù như có chút nhiệt huyết sôi trào, ta đã sốt ruột không chờ nổi nữa. Ngoài thung lũng, đám người dạ cơ cảm nhận được mặt đất chấn động, thấy trong thung lũng cách đó không xa dâng lên một cột khí đáng sợ, xé rách tầng mây trên bầu trời. Giờ khắc này, lấy thung lũng làm trung tâm, thú chạy phạm vi mấy chục dặm nơm nớp lo sợ phủ phục, chim bay từ cành cây ngã xuống, yêu chúng tu vi thấp ngoài thung lũng, hai chân không chịu khống chế run rẩy mười mấy hơi thở sau uy áp đáng sợ thu liễm trong thung lũng đầy yên tĩnh nhưng yêu chúng vẫn không dám quay về sự sợ hãi trong lòng còn chưa tan đi hứa lan tu vi lại khôi phục một ít cũng chỉ còn lại một cây phong ba đinh cuối cùng dạ cơ từ đáy lòng cảm thấy vui sướng trải qua khoảng thời gian này ở chung nàng đối với tình cảnh bây giờ của hứa thất an trong lòng đã biết rõ thân mang nửa năm quốc vận hắn và đại phụng đồng sinh cộng tử cùng phản quân vân châu ngươi chết ta sống ở dưới bối cảnh như vậy mỗi một phần lực lượng đều là quý giá hứa ngân la không hổ là người có thể chém giết hai gã kim cương hồng anh hộ pháp lẩm bẩm yêu chúng tuy sợ hãi vui sướng trong lòng lại càng nhiều hơn vạn yêu quốc bám vào một vị minh hữu như vậy không hiểu sao làm người ta an tâm trong thung lũng hai chân thần thù khí tức suy yếu mỏi mệt truyền đạt ra ý niệm ngươi ở đây chờ đợi một lát ta đi cướp lấy tinh huyết sinh linh, lại đến chiến một trận với ngươi. Hắn vừa muốn phá không mà đi, bỗng nhiên cảm giác một cổ khí cơ mênh mông mang mình bao phủ. Ngươi. Hai chân thần thù xoay người, kinh nghi bất định. Tiền bối, ta bây giờ không thể chiến đấu với ngươi, ngươi cũng không thể ra ngoài cướp lấy tinh huyết nữa. Hứa thất an cười nói. Ngươi muốn hối hận. Hai chân thần thù vừa kinh vừa giận, cơ đùi mạnh mẽ bành trướng, từng khối cơ nhô lên như là muốn nổ tung, vẫn sức chờ phát động. Đồng thời, hắn phồng lên khí cơ, như sóng biển đánh vào giam cầm bao phủ bản thân. Hứa thất an cười trấn định, thông dong tự đắc. Không, không phải đổi ý, mà là thời cơ không đúng. Đương nhiên, mặc kệ ta giải thích như thế nào, ngươi cũng không thể hiểu được. Vậy cứ dựa theo quy củ của ngươi. Hắn thản nhiên nói, cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể phục tùng bây giờ ta lấy thân phận người mạnh nhất yêu cầu ngươi, ngoan ngoãn ngủ say đi. Thần thù giận dữ, ý chí chiến đấu sụp sôi, tinh thần bất khuất, lực lượng tấn công giam cầm không ngờ tăng cường vài phần. Bần tăng thà chết, cũng sẽ không khuất phục. Hứa thất an vương tay, dùng sức nhấn một cái, hai chân thần thù phành, quỳ xuống, nó suy yếu khó nhúc nhích nữa. Tiếp theo, hắn lấy ra bình ngọc tôn huyền cơ tặng cho, rút nút gỗ ra, mang hai chân thần thù hùng hùng hổ hổ thu vào trong đó. Cắn đút sinh linh cướp lấy tinh huyết loại chuyện này, sẽ gây ra động tĩnh thật lớn. Chiến đấu với thần thù, tương tự sẽ gây ra động tĩnh lớn. Bây giờ tình huống này, thám báo Phật môn khẳng định sớm đã phân tán ra ngoài, dựa theo giám thị, lùng bắt tung tích yêu tộc. Nếu là bị thám báo Phật môn quan sát đo được hắn cùng thần thù chiến đấu, A-tô-la nói đến là đến, trước mắt tôn huyền cơ không có mặt, cửu vĩ thiên hồ chưa về, hứa thất an không có lòng tin đánh bại Atola. Cho dù liên thủ đôi chân thần thù, quá nữa cũng không phải đối thủ. Mà mảnh thân thể khác đều ở trạng thái suy yếu, chưa từng đạt được tinh huyết bổ sung. Nhưng những băng khoan này, những đạo lý này, đôi chân thần thù căn bản không nghe, cả đầu óc hắn đều là chiến đấu. Cái chân thô bỉ, khó mưu đại sự. Lúc này, dạ cơ mang theo yêu chúng tiến vào thung lũng, thần thù đại sư đã phong ấn rồi hứa thất an từng một tiếng mang bình sứ đưa tới trong tay nàng nói nàng cất đi trước nói cho cửu vĩ hồ chờ cô ta quay về cửu châu thì liên lạc bạch cơ ta sẽ mang tay trái thần thù đưa tới dạ cơ nhíu lại đôi lông mày thanh tú tinh xảo hứa lan phải đi ta muốn đi cổ tộc một chuyến vừa lúc nàng nói với ta về tình huống cổ tộc hứa thất an ôm lấy mỹ nhân đi vào trong hang đá đã đến nam cương Hắn quyết định thừa dịp cơ hội này đi cổ tộc một chút tán gẫu với vị thiên cổ bà bà kia thất tuyệt cổ lai lịch cực lớn hắn phải làm rõ là cái gì vì sao sẽ có ký ức cổ thần bằng không trong lòng khó yên ta cũng muốn theo hứa lan đi cổ tộc ngại là công việc trong tộc quá nhiều dạ cơ lưu luyến không rời khi nói chuyện hai người vào hang đá dạ cơ ngồi xuống ở bên cạnh bàn nói đã đi cổ tộc Vậy vừa lúc có chút chỗ tốt không thể quên, ta liệt kê ra cho Hứa Lan cái danh sách. Hứa Lan Nàng mờ mịt nhìn Hứa Thất An kéo mình, mang làng váy vén đến bên hông. Nàng viết của nàng, đêm xuân khổ vì ngắn ngủi, chúng ta không lãng phí thời gian. Hứa Thất An ấn lưng phù hương xuống, để nàng ghé nửa người vào trên bàn sách. Hôm sau Một con chim khổng lồ màu đỏ sải cánh bốn trượng lướt qua dãy núi, hướng tới phía đông nam bay đi. Hồng Anh Huynh, tốc độ của ngươi so với cái tháp nát kia nhanh hơn nhiều. Miêu Hữu Phương cười to nói. Xích điểu nhất tộc chúng ta là vương giả trên bầu trời, bá chủ cao ngạo. Hồng Anh lớn tiếng đáp lại. Miêu Hữu Phương ngẩn ra một phen, thầm nhũ huynh đệ ngươi và hai chữ cao ngạo hoàn toàn không có quan hệ. Nhưng hắn không phải viên hộ pháp, lập tức cười nói. Hay cho một vương giả trên bầu trời, có thể kết giao với Hồng Anh huynh, tam sinh hữu hạnh không 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 có thể kết giao với miêu huynh mới là vinh hạnh của bổn hộ pháp phần mộ tổ tiên bốc khói xanh nha ngươi xác định mình một yêu tộc cũng có phần mộ tổ tiên hứa thất an nghe một người một yêu nịnh hót lẫn nhau trong lòng lãm nhảm khụ khụ hắn ho khan một tiếng nhìn về phía mộ nam chi bên cạnh nói nam chi à ta mộ nam chi quay đầu sang bên không quan tâm hắn tuy trong phù đồ bảo tháp có các loại vật tư ở bên trong sống 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì, nhưng mộ nam chi giận hắn đối với mình chẳng nghe chẳng hỏi, cách nhiều ngày như vậy mới phóng thích nàng đi ra. Hứa thất an liền kiên nhẫn giải thích cho nàng, nói mình chuyến này hung hiểm, vừa trải qua một trận đại chiến sinh tử. Cùng yêu nữ yêu tộc đấu trí so dũng khí, cực kỳ hao tổn thể lực. Hôm nay công đức viên mãn, xui yêu nữ, kết thành đồng minh với vạn yêu quốc. Mộ nam chi nghe chút, đột nhiên mày liễu dựng ngược bỏ móng vuốt ra. Cậu nam nhân chưa trải qua cho phép, lặng lẽ ôm eo của nàng. Hứa thất an cực nhã nói sợ hãi nàng không ngồi vững ngã xuống. Mộ nam chi tức giận, xô đẩy đấm hắn, đùa dẫn một trận, nàng bỗng nhiên phản ứng lại, quan sát chung quanh. Bạch cơ đâu? Không phải ôm ở trong lòng ngươi sao? Hứa thất an liếc trong lòng nàng một cái, ồ một tiếng, vừa rồi bị ngươi ném ra bên ngoài. Mau quay về tìm đi, đừng ngã chết. Mộ Nam chi kêu lên. Không ngã chết được không ngã chết được. Ra khỏi địa giới Thập Vạn Đại Sơn, đồng bằng, hồ nước các thứ dần dần nhiều lên, tạo thành địa mạo muôn màu muôn vẻ. Ở trong Cửu Châu Địa Lý Chí, Nam Cương có thể không rõ ràng phân chia làm hai khu vực lớn, phân biệt là Thập Vạn Đại Sơn cùng Cực Uyên, hai cái tên đại biểu cho hai thế lực lớn hùng cứ Nam Cương. Vạn Yêu quốc cùng cổ tộc. Vì sao trên Cửu Châu Địa Lý Chí không ghi món ngon của Nam Cương? Mộ Nam Chi ngồi xếp bằng ở trên tảng đá bên dòng suối nhỏ, đang cầm một quyển sách bìa lam, hết sức chuyên chú. Miêu Hữu Phương và Hồng Anh hộ pháp phụ trách xử lý thức ăn. Vậy ngươi phải hỏi Nho Thánh. Hứa Thất An ngồi xuống bên người nàng, cười nói, có thể Nho Thánh không thích món ngon đi. Cửu Châu Địa Lý Chí là Nho Thánh đạp khắp Cửu Châu, trải qua 3 năm viết ra, tương đối đơn giản ghi lại phân bố núi non địa mạo, sông ngồi các nơi của Cửu Châu về sau đại phụng địa lý chí là hậu nhân nho gia bắt chước nho thánh soạn ra mộ nam chi tin là thật nói nhưng sông núi địa mạo còn có bộ tộc phân tán các nơi ghi lại trái lại rất chi tiết nàng xem rồi xem bỗng nhiên khóe miệng run rẩy một phen đây đều là những mang di giả nhân gì vậy nam cương bộ tộc vô số ít thì mấy trăm nhiều thì mấy nghìn người như sao đầy bầu trời trải ở các nơi của nam cương tập tục của bọn họ phi thường kỳ quái, ở trong mắt mộ nam chi, quả thực là mang di chưa khai hóa. Hứa thất an cầm lấy cửu châu địa lý chí, tập trung xem, bên trên viết đến phía tây nam cương 320 dặm có một bộ tộc, viết khuyển thần, bộ lạc đó có một tập tục, nam nữ sau khi thành niên, phải thành thân cùng một loại quái vật tên là giác khuyển, kết làm bạn lữ. Từ đó về sau cùng nhau sinh sống, cùng nhau săn thú, sống chết dựa vào nhau. Hứa thất an nhìn xuống chút nữa, phát hiện loại quái vật tên là giác khuyển này đặc điểm là quần cư thông nhân tính hung mãnh hiếu chiến sinh hoạt ở khu vực quanh bộ tộc khuyển thần đây là thiên nhiên lựa chọn hứa thất an đứng lên một tay cầm quyển sách một tay đặt sau lưng bày ra tư thái tiên sinh dạy học phổ cập khoa học cho mộ nam chi bất cứ tập tục và văn hóa nào sinh ra đều có liên quan với cảnh vật chung quanh có thể nói hoàn cảnh quyết định văn hóa ví dụ như trung nguyên chúng ta nông canh và phương bắc yêu mang du mục là hoàn cảnh quyết định mộ nam chi nghe cái hiểu cái không nhíu mày nói vậy vậy bọn họ thành thân với giác quyển cũng là hoàn cảnh tạo thành đây là vì sao trên sách nói giác quyển loại quái vật này trời sanh tính hiếu chiến lại thông nhân tính chúng nó không thể nghi ngờ là đồng bạn vô cùng tốt ngươi liền lý giải thành kết bạn sống qua ngày đi vậy bọn họ sinh sản thế hệ sau như thế nào mộ nam chi chớp mắt một cái làm bộ làm tịch bày ra vẻ mặt ngây thơ không biết gì bất tri bất giác đề tài liền mang theo chút màu sắc hứa thất an hề hề nói ta biết ngay ngươi tò mò nhất cái này mộ nam chi nháy mắt phá công đỏ mặt suyệt một nguồn không giả vờ nổi nữa ta cảm thấy cái này càng như là một loại thuần phục tương đối tôn trọng giác khuyển thông nhân tính có trí tuệ tương đối cao không phải loài chó tầm thường có thể so sánh cho nên không thể thuần phục ở sau khi tiếp xúc với trung nguyên chúng ta khuyển thần bộ tộc phát hiện thành thân là nghi thức tương đối long trọng vì thế bắt chước loại nghi thức này để bày tỏ tôn trọng đối với giác khuyển mà giác khuyển cũng tiếp nhận loại nghi thức này hứa thất an đưa ra phán đoán của bản thân vậy ngươi lại lật về phía trước ba trang mộ nam chi nói hứa thất an theo lời lật về phía trước ba trang bên trên ghi lại một bộ tộc tên là bàn tộc trưởng bộ tộc này có quyền lực ở lúc nam nữ trẻ tuổi thành thân, cướp đi đêm đầu của nữ tử tân hôn. Cái này chung quy không phải hoàn cảnh quyết định chứ. Nàng chống hông. Hứa thất an đang nghe truyện trên TV audio CV sờ sờ cầm, hỏi ngược lại, ngươi có biết đàn sư tử là thế nào không? Mộ nam chi lắc đầu. Kết cấu của đàn sư tử là một con giống đực, thống trị một đàn giống cái. Ở lúc sư tử đực vừa thống trị quần thể này, nó sẽ mang con non của kẻ tiền nhiệm cắn chết hết đêm đầu này à, thật ra là đạo lý sắp xỉ. Hứa thất an nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi nghĩ, nhỡ đâu trong những tân nương này, có người bởi vậy sinh ra con nối giỏi tộc trưởng, như vậy huyết mạch của hắn liền được kéo dài. Cái đó và hoàn cảnh quan hệ không lớn, nhưng có liên quan với bản năng sinh sản đời sau của sinh linh, đâm chồi nảy lộc là bản năng của sinh linh. Hắn những lời này không phải bịa đặt, tập tục của sinh linh vốn là có liên quan với hoàn cảnh, nếu không sao lại nói là khí hậu một phương nuôi người một phương chứ. Trong tục ngữ một mạc, ẩn chứa chân tướng bản chất nhất của sinh vật tiến hóa. Mộ nam chi nghĩ nghĩ, miễn cưỡng tiếp nhận, sau đó lại nói. Ngươi lại lật trở về tám trang. Hứa thất an lại lật về tám trang, bên trên ghi lại bộ tộc, tập tục là con trai tròn 18 tuổi, phải khiêu chiến phụ thân. Thua, sẽ bị đuổi khỏi nhà, thắng, sẽ kế thừa mọi thứ của phụ thân, bao gồm con gái của phụ thân, còn có đệ đệ muội muội của mình. Ta con mẹ nó không bị nổi nữa, ta cũng chưa từng tiếp xúc bộ tộc này, làm sao biết nguồn gốc tập tục của bọn họ chứ. Trong lòng hứa thất an điên cuồng lãi nhãi. Chậm đã, ngươi nhớ những bộ tộc này, vì sao đều kỳ quái như vậy. Hứa thất an hồ nghi nhìn nàng. Mộ nam chi cảm giác mình bị chơi lại một vố, cái miệng nhỏ nhắn ngập ngừng một trận, chột dạ quay mặt đi, làm bộ ngắm phong cảnh nơi khác. Thì, thì vì kỳ quái, cho nên ấn tượng khắc sâu. Không, ngươi khiến ta nhớ tới đời trước từng nghe một câu, nữ thần cũng thích xem phim giáo dục tình yêu. Hứa thất an oán thầm một câu, mang cửu châu địa lý chí, ném sang một bên, tiếp theo lấy ra mảnh vỡ địa thư. Ba, lệ na, ngươi cùng linh âm còn ở trên thuyền không? Khi nào có thể tới Thanh Châu? Hắn cưỡi hồng anh hộ pháp, không tới năm ngày, liền có thể tới cổ tộc, cân nhắc đến cổ tộc cũng thuộc loại mang di, khẳng định sẽ không nhiệt tình hiếu khách mang một người địa phương qua đó có trợ giúp giảm bớt mâu thuẫn năm ta ở vũ châu ngày hôm qua đã ở vũ châu lệ na trả lời nhanh như vậy hứa thất an sửng sốt ba ai mang đến vũ châu thủy vận không có khả năng nhanh như vậy lệ na lại là lực cổ tộc so với võ phu còn thô bỉ hơn không có khả năng nắm giữ ngự kiếm phi hành năm chúng ta ở trên thuyền đụng phải lão sư của nhị lan huynh đệ theo bọn họ cùng đi thanh châu ngày hôm trước nhị lan huynh đệ mang ta cùng linh âm đuổi khỏi thanh châu hai ngươi có phải tranh đồ ăn của hắn hay không vậy hứa thất an truyền thư trả lời biết đường chứ năm hứa ninh yến ngươi quá coi thường ta rồi nhị lan từng dặn dò một câu khẩu quyết trên bắc dưới nam trái tây phải đông hướng tới phía nam dùng sức tông tên này được còn có vần hứa thất an thấy lý diệu chân nhảy ra truyền thư hai lạc đường hỏi người qua đường là được vũ châu nam hạ chính là nam cương ngươi lúc bắt thượng kinh thành từng đi vũ châu sẽ không quên chứ năm hẳn là sẽ không lệ na nói thành viên thiên địa hội nghi ngờ một trận ba ngươi cần bao lâu mới có thể từ vũ châu đến nam cương năm nếu không lạc đường không bị người ta lừa cổng ninh âm chạy bảy ngày bảy đêm có thể đến phù Hứa Thất An bất đắc dĩ phun ra một hơi, truyền thư nói: "Chớ để ý tới người xa lạ, có phiền toái tìm ta mọi lúc, linh âm nhà ta thế nào? Năm, có thể ăn có thể ngủ có thể uống, không có vấn đề gì." Từng, Kim Liên đạo trưởng trước kia từng nói, linh âm mệnh rất cứng. Hứa Thất An đang muốn thu lại mảnh vỡ địa thư, bỗng nhiên thấy Lý Linh Tố truyền thư. "Các vị, làm sao để chỉ huy một đội ngũ số lượng 300 người?" Hứa thất an vừa nhìn là biết đã xảy ra chuyện, truyền thư hỏi, ngươi làm cái gì? Thành viên thiên địa hội yên lặng chờ đợi Lý Linh Tố trả lời. Bảy, không làm cái gì cả, chỉ là không cho phép bọn họ cướp bóc dân nghèo, không cho phép bọn họ cường bạo dân nữ, không cho phép cướp bóc thương đội, toàn bộ việc ác hết thảy không cho phép. Ta cũng không cho phép bọn họ rời khỏi thôn trang, định kỳ phát lương thực cho bọn họ. Lý Linh Tố sau khi tụ lại lưu dân, chiếm cứ lấy một chỗ thôn trang hoang phế. 7. Bọn họ vốn đang tốt đẹp, nhưng chưa được mấy ngày, liền muốn ám sát ta. 2. Ngu xuẩn, ngươi là đang nhốt bọn họ. Ngươi bình thường là quản lý những người này như thế nào? 7. Không quản lý. 2. Ngu xuẩn, ngươi thao luyện bọn họ, đã không quản lý, lại giam cầm tự do của bọn họ, không ám sát ngươi ám sát ai. Mà thôi, muộn chút ngươi truyền thư riêng cho ta, ta dạy ngươi cai quản đội ngũ như thế nào. Ngoại long sồ phượng của thiên tông nói xong, sở nguyên chẩn nói. Ta bên này tụ tập một ngàn lưu dân, luyện tập mới thấy hiệu quả, mấy ngày nữa, ta tính dẫn bọn họ đi thanh châu tham chiến. Còn có một việc, căn cứ một lưu dân dưới trướng ta từ giang châu trốn ra nói, bên kia cũng có nhân sĩ giang hồ đang tụ tập lưu dân, cướp bóc thương nhân thân hào nông thôn. Hai, hoàng đế tiểu nhi không phải không tiếp thu đề nghị của hứa ninh yến sao, là trùng hợp. 4. Điện Hạ, Ngài cảm thấy thế nào? Sở Nguyên chẩn trực tiếp hướng tới Hoài Khánh. Một Là bản cung phái người làm. Hoài Khánh hào sản thừa nhận. Một Kế sách của Ninh Yến Phi thường có hiệu quả, bản cung ủy nhiệm 20 tên tâm phúc đi tụ tập lưu dân, cướp bóc thân hào nông thôn phú hộ. Triều đình mỗi ngày đều sẽ thu được tấu chương giặc cỏ tàn phá làm loạn, nhưng căn cứ bản cung đạt được mật báo, các nơi ngược lại an ổn hơn rất nhiều. Cái an ổn này chỉ là tương đối so với phía trước, chỉ nhân thủ nàng phái đi, cùng với thành viên Thiên Địa hội cố gắng, không có khả năng áp chế lưu dân toàn bộ trung nguyên. Nhưng không thể không nói, kế sách của Hứa Ninh Yến, hiệu quả là dựng sào thấy bóng. Cướp bóc thân hào nông thôn thương nhân để nuôi lưu dân, cướp một hộ nuôi trăm hộ, địa phương sẽ nhanh chóng ổn định. Trả giá chính là làm như vậy dao động giai tầng thống trị của từng quận từng huyện. Nếu đầu một phỉ khấu là thảo mãn anh hùng như vậy sức thống trị của triều đình đại phụng liền tràn ngập nguy cơ mà khi đầu một phỉ khấu là người một nhà hy sinh chỉ là thân hào nông thôn vọng tộc loại giai cấp thống trị tầng trung tầng dưới này hoài khánh tiếp tục truyền thư sở nguyên chẩn đội ngũ của ngươi nếu là bước đầu có kỷ luật vậy tích trữ lương thảo chuẩn bị hướng tây xuất phát đi các ngươi cũng tương tự đặc biệt lý diệu chân bản cung biết ngươi lãnh binh đánh trận là điểm mạnh tốt nhất bây giờ đi hướng tây ven đường tụ tập lưu dân, xây dựng đội ngũ. Hai, vì sao, dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Phi Yến nữ hiệp không nói hai lời, tranh cãi trước. Sở Nguyên chẩn truyền thư nói, ta hiểu ý tứ điện hạ rồi, hôm nay thanh châu giấy lên chiến hỏa, Phật môn ủng hộ nghịch đảng vân châu sao có thể không chút động tĩnh? Sớm muộn gì phải xuất binh lôi châu. Hoài Khánh nói tiếp, đến lúc đó, triều đình tác chiến hai tuyến, lại thêm nỗi lo bên trong, chỉ có thể bị ép co rút lại chiến tuyến, liên quân Vân Châu cùng Phật Môn sẽ một đường mang chiến tuyến đẩy tới Kinh Thành. Lý Diệu chân bừng tỉnh đại ngộ, cả kinh. Nàng năng lực cầm quân rất mạnh, nhưng cái nhìn đại cục kém chút, vẫn luôn cho rằng Thanh Châu là quan trọng nhất của trận chiến tranh này, đã xem nhẹ Phật Môn. 6. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội chết bởi chiến hỏa. Hàng viễn đại sư bất đắc dĩ truyền thư. Hứa thất an truyền thư nói, phật môn sẽ không phái đại quân đông chinh nhiều lắm chỉ là quấy rầy quy mô nhỏ một do đâu nhìn ra hoài khánh truyền thư nghi ngờ ba ta ở nam cương đã làm việc nhỏ không đáng kể đánh một trận với nhị phẩm la hán a tô la phá giả phong ấn thần thù cũng đạt thành đồng minh với vạn yêu quốc sắp tới đây vạn yêu quốc sẽ công kích thế lực phật môn trong thập vạn đại sơn thu phục đất cũ các ngươi chờ tin tức xấu đi bên trong thiên địa hội nhất thời trầm mặc không khí im lặng tới mức có chút quỷ dị bảy ngươi cùng nhị phẩm la hán đánh một trận còn thành công phá giải phong ấn thần thù gì đó lý linh tố tâm tính sụp đổ hứa thất an tiểu tử này không phải bị phong ấn sao hắn từ khi nào trưởng thành đến mức có thể giao thủ với nhị phẩm la hán lần trước ở kiếm châu hắn còn thiếu chút nữa chết ở trong tay nhị phẩm vũ sư thực lực so với nhị phẩm kém rất xa một việc này thật sao ngươi thật sự kết minh với vạn yêu quốc. Vạn yêu quốc muốn khai chiến với Phật môn, thu phục lãnh thổ nước nhà ngày xưa. Hoài Khánh liên tục hỏi ra ba vấn đề, đối với trưởng công chúa lạnh lùng tự phụ mà nói, cái này đủ để nói rõ giờ phút này cảm xúc dao động lớn bao nhiêu. Hứa Ninh Yến tên này, đúng là trước nay không làm người ta thất vọng. Trong lòng Lý Diệu chân cảm khái một phen. Bốn, hay, như thế ta liền có thể yên tâm Nam Hạ, trợ giúp Thanh Châu lấy vạn yêu quốc kiềm chế phật môn là lựa chọn tốt nhất bây giờ người có thể nghĩ đến biện pháp này không ít nhưng có thể thật sự móc nối với vạn yêu quốc chỉ có hứa ninh yến ngươi sáu a di đà phật hứa đại nhân một lần này đã cứu vô số người dân kết thúc tán gẫu diễn đàn hứa thất an tất mảnh vỡ địa thư phát hiện mộ nam chi cởi giày theo một đôi chân linh lung trắng mãn ngâm ở trong nước suối vui vẻ quấy bọc nước đôi chân này chỉ lớn hơn bàn tay hứa thất an một chút Làn da vừa non vừa mịn, không có vết chai, to nhỏ vừa phải, ngón chân mượt mà, lòng bàn chân hồng hào, đây không phải chân, đây là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trong tay đại sư. Sức quyến rũ của hoa thần, ở chỗ nàng có thể xưng là hoàn mỹ, khí chất dung mạo dáng người, không cái nào không phải cực phẩm. Nói tới, quốc sư cũng nên tới tìm ta xong tu rồi, vì sao chậm chạp chưa liên lạc? Tệ rồi, có thể đứt mạng, nàng tìm không thấy ta. Hứa thất an rùng mình chợt phản ứng lại. Kinh thành, ti thiên giám. Lạc Ngọc Hành điều khiển hào quang màu vàng, đáp xuống đài bát quái. Giám chính ngồi ở trước bàn, nhắm mắt, tựa như một pho tượng. Lạc Ngọc Hành nheo mắt nhìn lướt qua, phát hiện đây chỉ là một khối thể xác, nguyên thần đã sớm không còn. Nàng dọc theo bậc thang xuống lầu, nhắm mắt cảm ứng một lát, lập tức đi đang thất lầu bảy. Đang thất to như vậy, một đám thuật sĩ áo trắng bận rộn khí thế ngất trời, trong miệng oán giận lại đánh trận đáng chết đúng vậy đúng vậy lại có pháp khí bắt đầu luyện chế lượng lớn pháp khí như vậy là không có linh hồn đây là vũ nhục đối với luyện kim thuật sư chúng ta chỉ có sinh vật luyện kim thuật loại tri thức huyền ảo này mới là điều chúng ta theo đuổi tống sư huynh người dứt khoát dẫn dắt chúng ta thoát ly ti thiên giám tự lập môn hộ đi chúng ta cùng nhau sáng lập một cái giáo phái luyện kim thuật sư tống khanh mắn ngươi muốn bị giám chính lão sư ném vào trong lò lửa làm củi đốt. Hắn tạm dừng một chút, nói, "Trừ phi ta tương lai thay thế giám chính lão sư." Lạc Ngọc Hành tiến vào đang thất, thanh âm thanh lạnh dễ nghe. "Ti thiên giám không có ai sao?" Tống Khanh nhìn thấy Lạc Ngọc Hành, ngẩng người, thầm nhủ ngươi là ai thế, ngươi xuất hiện khi nào vậy? Lạc Ngọc Hành nhíu mày, "Lạc Ngọc Hành." "A à a, à, quốc sư đại nhân." Tống Khanh bừng tỉnh đại ngộ, nhìn nam nhân trước mắt bỗng mắt dày đặc lạc ngọc hành thiếu chút nữa hoài nghi đối phương đang biết rõ còn cố giả vờ trong đệ tử giám chính thế mà có kẻ không nhận ra nàng ngược lại là nàng nhận ra tống khanh từng xem bức họa hứa thất an đâu truyền âm ngọc phù của ta tìm không thấy hắn lạc ngọc hành nhíu mày nói hứa công tử rất lâu chưa tới ti thiên giám từ sau khi vào giang hồ ta liền cực ít nhìn thấy hắn tống khanh chỉ ở dung nhan tuyệt đẹp của lạc ngọc hành đảo qua một lần cho rằng không hấp dẫn người ta bằng thực nghiệm trong tay mình liền không chú ý nữa cúi đầu nghịch ngợm dụng cụ nói ta cũng không có cách nào liên lạc hắn nhưng trong tay tôn sư huynh có một cái tù và truyền âm nguyên bộ với tù và trong tay hứa công tử tìm được tôn sư huynh liền có thể tìm được hứa công tử từng tôn sư huynh trước mắt hẳn là ở thanh châu nói xong hắn ngẩng đầu nhìn phát hiện quốc sư đã không thấy nữa tôn sư huynh đó chính là quốc sư một vị luyện kim thuật sư bên cạnh vẻ mặt kinh diễm thật sự là nghiêng nước nghiêng thành tống khanh tức giận nói đừng nghĩ nữa loại nữ nhân đó không phải ngươi có thể nhớ mong luyện kim thuật sư không vui nói tống sư huynh ngươi đang hoài nghi sự thành kính của ta đối với luyện kim thuật ta sớm mang cuộc đời này kính dân cho luyện kim thuật cả đời không cưới vợ ta muốn nói là Chúng ta luyện một thân thể nữ cho hứa công tử đi, cứ dựa theo bộ dáng quốc sư. Lời vừa nói ra, các luyện kim thuật sư chung quanh nhau nhau phụ họa. Ý kiến hay, lấy bản tính háo sắc của hứa công tử, khẳng định mừng rỡ như điên, ngày đêm ôm nàng không xuống được giường. Hay, như vậy hứa công tử có thể mang nửa quyển sách bì lam còn lại tặng cho chúng ta. Nhưng như vậy sẽ chọc giận quốc sư nhỉ. Sợ cái gì, có dám chính lão sư gánh thay chúng ta. Tống Khanh khoát tay. Toàn nghĩ những thứ đường ngang ngõ tắt, có tinh lực này luyện chế đồ chơi cho hứa công tử, không bằng luyện một bộ thể xác cho vương thủ phụ trước. Luyện kim thuật sư vừa rồi ra, chủ ý xấu, hỏi. Làm sao vậy? Vương thủ phụ sắp chết. Tống Khanh lắc đầu. Nghe người lầu một nói, vương thủ phụ bệnh lâu khó chữa, vất vả lâu ngày thành tật, nếu là không dưỡng cho tốt, sợ là thời gian không còn nhiều nữa. Lầu một chỉ là các thuật sĩ kia của đại dược phòng, đáng giá nhắc tới, trong phe phái ti thiên giám, Tống Khanh dẫn dắt là luyện kim thuật sư, am hiểu luyện khí. Dương Thiên Huyễn dẫn dắt thuật sĩ ở lầu ba, chuyên môn xem phong thủy, chọn mộ cho quan to hiển quý cùng bình dân. Thuật sĩ lầu một đại dược đường là theo Trung ly. Ti thiên giám mỗi một phe phái đều có lĩnh vực mình sở trường. Vô dụng vô dụng, luyện cũng vô dụng. Vương thủ phụ một phàm nhân, hồn phách trời thân thể, chỉ có thể luyện thành quỷ, không vào được thể xác chúng ta luyện chế. Một vị thuật sĩ lắc đầu, Ngụy Uyên đã chết, vương thủ phụ nếu lại chết, chật chật, thời đại nguyên cảnh liền hoàn toàn trôi qua rồi. Vương phủ Hậu hoa viên Vương tư mộ mặc váy lụa màu biếc, bên ngoài khoác áo cùng màu, cùng lâm an váy đỏ sóng vai mà đi. Thủ phụ đại nhân sao nói bị bệnh liền bị bệnh. Lâm An miếm miếm môi, nhẹ nhàng nói, thuật sĩ ti thiên giám cũng không có cách nào. Làng váy theo bước sen lay động, một đôi giày nhỏ da hưu như ẩn như hiện, nàng đầu đội mũ phượng nhỏ, kim bộ diêu, trâm cài ngọc trai các vật phẩm trang sức, mặt trứng ngỗng mượt mà trắng nõn tinh xảo, mắt hoa đào ẩn chứa phong tình. Nàng càng thêm quyến rũ ngầm, càng thêm phong tình vạn chủng. Vương tư mộ nghiêng đầu, nhìn Lâm An quan hệ cá nhân rất tốt, thở dài nói. Thuật sĩ của ti thiên giám nói, cha đây là lo nghĩ thành bệnh, vất vả lâu ngày thành tật, từ quan ở nhà tĩnh dưỡng là được. Nhưng nếu tiếp tục, tự mình tìm chết, chúng ta có biện pháp nào? Lâm An cười lên, đám thuật sĩ này, vẫn là không coi ai ra gì như vậy. Vương Tư Mộ nắm thật chặt áo khoác da cáo chống lạnh, thấp thỏm lo âu. Thật ra rất lâu trước đây, cha đã thân thể ôm bệnh nhẹ, vốn nên tĩnh dưỡng. Ngại là triều đình loạn trong giặc ngoài, ưu tư thành tật, mới làm thân thể mệt đến tình huống bây giờ lâm an nhíu mày chỉ có thể an ủi cũng may hôm nay tuy ốm đau ở giường nhưng cũng có thể mượn điều này tỉnh dưỡng vương tư mộ miễn cưỡng nặng ra nụ cười thuật sĩ của ti thiên giám nói đây là tâm bệnh tâm bệnh cần tâm dược để chữa phụ thân trước khi bị bệnh sầu lo ba sự kiện chiến sự thanh châu lưu dân tây vực phật môn ba sự kiện này cho dù có thể giải quyết một cái phụ thân cũng có thể an tâm dưỡng bệnh Lưu dân và quốc khố trống rỗng là quan hệ nhân quả, là một sự kiện. Đôi lông mày tinh xảo đẹp mắt của Lâm An nhẹ nhàng nhíu lại. Vương tư mộ liếc bạn thân khuê phòng tâm tư đơn thuần một cái, lắc đầu. Thôi, không nói cái này, chư công cũng không có biện pháp, chúng ta hai người phụ nữ có thể có biện pháp gì. Lâm An miếm môi, ừm một tiếng, đánh giá vương tư mộ, nói. Tư mộ hao gầy đi rất nhiều rồi, nghĩ hẳn là nhớ thương hứa từ cựu lại lo lắng thân thể của thủ phụ đại nhân vương tư mộ lộ ra vài phần buồn rầu thanh châu thế cục hung hiểm hắn một thư sinh ta tất nhiên là lo lắng vốn ta cùng hắn qua năm ngày nữa là phải đính hôn đừng sợ nói đến đề tài này mặt mày lâm an lại nhảy nhót hẳn lên như con chim tức hoạt bát có cẩu nô tài thanh châu cho dù phá hứa từ cựu cũng sẽ không có việc gì vừa rồi nói tới vương thủ phụ ốm đau ở giường nàng cũng không tiện biểu hiện quá mức không tim không phổi, liền lộ ra vẻ mặt nặng nề phối hợp bản thân trong khuê phòng. Vương Tư Mộ sửng sốt, hỏi ngược lại, ai nói với ngươi hứa ngân la ở Thanh Châu? Chẳng lẽ không đúng? Lâm An liếu ríu nói, hắn ở bên ngoài, vậy khẳng định sẽ đi Thanh Châu đánh trận. Tuy chưa bao giờ ở mặt ngoài thừa nhận, nhưng cậu nô tài là anh hùng trong lòng nàng. Nhưng ta nghe cha nói, Thanh Châu thế cục căng thẳng, hứa ngân la không ở trong quân, chưa từng tham chiến. Thấy trong ánh mắt Lâm An khó nén đi sự thất vọng, Vương Tư Mộ vội chuyển hướng đề tài, không nói cái này nữa, hôn sự của ngươi cùng hứa ngân la, bệ hạ không hỗ trợ dàn xếp sao. Mặt trứng ngỗng lập tức đỏ bừng, Lâm An lúng ta lúng túng nói. Ngươi, ngươi nói cái gì, ai nói ta muốn gả cho cậu nô tài. Ai da, cái tin đồn này thật đáng ghét. Vương Tư Mộ cười nói. Chúng ta quen biết nhiều năm, tâm tư của người ta còn xem không hiểu. Hứa Ngân là tuấn tú lịch sự, lại là anh hùng trong cảm nhận của dân chúng, nữ tử ngưỡng mộ hắn nhiều đếm không xuể. Điều ngươi phải làm là nhanh chóng mang danh phận định ra. Có danh phận, ngươi là chính thê của hắn, các nữ nhân kia bên ngoài, nhiều lắm chỉ là ngoại thất, hoặc giả biên ương trong chốn giang hồ từng có tình cảm. Nếu là danh phận không định ra, điện hạ, không phải là tư mộ xem thường ngươi, ngươi không có danh phận ai cũng đấu không lại lâm an cảm giác mình bị coi thường phồng phồng má mùa đông khắc nghiệt gió lạnh ập vào mặt như cắt hai vị cành vàng lá ngọc thân thể yếu ớt không đi dạo quá lâu mang theo cung nữ tỳ nữ của mình dọc theo hành lang khúc chiếc quay về nội viện trên đường một thái giám trung niên khí chất âm nhu dẫn hai tiểu hoạn quan từ trong sân đi ra hai bên đối mặt ra mắt lâm an điện hạ thái giám trung niên hai tiểu hoạn quan phía sau hắn không mình hành lễ ngươi là làm việc trong tẩm cung hoàng đế ca ca ngươi tới nơi này làm chi lâm an nhận ra hắn nhưng không nhớ tới tên là gì hoạn quan hoàng đế bên người nàng chỉ nhớ trưởng ấn thái giám triệu huyền chấn bẩm điện hạ bệ hạ bảo nô tỳ đến báo cho thủ phụ đại nhân tây vực phật môn đã bị dư nghiệp vạn yêu quốc kiềm chế khó có thể tạo thành uy hiếp đối với đại phụng ta để thủ phụ đại nhân an tâm dưỡng bệnh thái giám trung niên nói vậy mà có loại chuyện tốt này vương tư mộ ngạc nhiên lẫn vui mừng không thôi trên mặt không ngăn được lộ ra nụ cười vậy cha ta nói như thế nào thái giám trung niên nói thủ phụ đại nhân bảo ta chuyển lời cho bệ hạ có thể đình thôi rồi đình thôi là một loại chế độ đề cử do hoàng đế triệu đến quần thần bàn bạc khi có chức vị quan trọng quyết chức sẽ tiến hành đình thôi vương tư mộ nhất thời hiểu phụ thân tính từ quan hoặc tạm thời bỏ xuống chức vụ thủ phụ đa tạ công công nói cho vương tư mộ tháo xuống một cái vòng tay vòng đưa cho thái giám trung niên cười hỏi còn có tình báo chi tiết hơn không như không tiện công công liền không cần phải nói lâm an điện hạ ở bên cạnh nhìn thái giám trung niên nào dám nhận hối lộ liên tục xua tay cũng không phải tình báo cơ mật gì nô tỳ nghe bệ hạ nói việc này tựa như có liên quan với hứa ngân la hắn ở Nam Cương thúc đẩy Đại Phụng và Vạn Yêu Quốc kết minh. Tin tức là từ Thanh Châu truyền về. Nô tỳ chỉ biết nhiều như vậy. Hứa Ngân La thúc đẩy Đại Phụng cùng Vạn Yêu Quốc kết minh, lấy điều này kiềm chế Phật môn. Vương Tư Mộ ngẩn ra thật lâu, nàng rốt cuộc hiểu vì sao Hứa Ngân La không ở Thanh Châu. Nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn Lâm An. Bên người, vị bạn thân khuê phòng này, nụ cười trên mặt vừa ngọt ngào vừa đắc ý lại tràn ngập khoe khoang hắn chưa bao giờ làm ta thất vọng. Lâm An nâng nâng cầm. Hoàng hôn, miêu hữu phương sức cùng lực kiệt đứng ở trên tán cây một cái cây, hắn như là người giấy không có trọng lượng, dưới chân chỉ dẫm một cành cây mảnh khảnh. Cử trọng nhược khinh, thân như lông hồng, ngũ phẩm hóa kình. Đây là phong cảnh cảnh giới hóa kình sao. Miêu hữu phương mặt hướng ánh chiều tà, giang hai tay, như là ôm thế giới. Hai tháng rưỡi, hắn tự luyện khí cảnh một đường hát vang tiếng mạnh, Tấn thăng ngũ phẩm, trở thành hóa kình võ phu. Long khí tuy đã sớm bị rút ra, nhưng ở trước đó, để lại cho hắn một món quà cuối cùng hứa thất an. Gặp hứa thất an, được hắn dốc lòng chỉ điểm, cái này cũng là đại tạo hóa long khí tặng cho hắn. Xuống dưới đi. Dưới tàn cây truyền đến tiếng của hứa thất an, ta có lời muốn nói với ngươi. Vâng. Miêu hữu phương nhẹ nhàng hạ xuống đất, trong quá trình ngã mười mấy lần, tận tình bày ra khinh công của mình võ phu hóa kinh kỳ, khinh công cực kỳ cao thâm. Đợi tới tứ phẩm, liền có thể bước đầu ngự không phi hành. Hứa thất an ngồi ở bên lửa trại, vừa đun nước sôi, vừa nói. Ngươi đã đến hóa kình, duyên phận chúng ta liền hết, từ hôm nay trở đi, ta thả ngươi tự do. Miêu hữu phương ngây người, cảm xúc vui sướng từng chút một chút lui, khóe miệng giật giật, thấp giọng nói. Vì sao? Hứa ngân la, ta, ta từng nói muốn tùy tùng ngươi mãi hứa thất an tức giận nói cúc con bê ngươi cũng không phải mỹ nhân tùy tùng ta làm chi chướng mắt sau khi mắng một câu vẻ mặt hắn dần chuyển thành nhu hòa ở lúc ta còn nhỏ yếu gặp một người dốc sức bồi dưỡng ta hắn với ta không thân chẳng quen lại nguyện ý bất kể hồi báo bồi dưỡng ta đơn giản là hắn cảm thấy ta tính tình cương liệt là người sẽ không lầm đường lạc lối cho rằng ta tương lai có thể làm chút chuyện cho dân chúng thiên hạ ngươi nên cảm tạ hắn, chính là vì như vậy, ta mới nguyện ý cho ngươi cơ hội. Tựa như hắn lúc trước bồi dưỡng ta, không vì hồi báo, không vì tư tâm, chỉ là vì dân chúng trung nguyên. Miêu hữu phương trầm mặt một phen, thấp giọng nói. Vậy vì sao, vì sao lại phải đuổi ta đi? Hứa thất an cười nói. Ta không có gì có thể dạy ngươi nữa, tứ phẩm là quá trình rèn luyện ý, là quá trình võ phu đi ra đạo của mình. Bây giờ để ngươi đi, vừa vặn tốt. Đi đi, miêu hữu phương, ta chờ mong tương lai có thể ở trong chốn giang hồ nghe thấy truyền thuyết của ngươi, nghe thấy có người nói, miêu đại hiệp vì nước vì dân, hiệp can nghĩa đảm. Trở thành đại hiệp không phải chính là giấc mộng của ngươi sao? Không biết vì sao, miêu hữu phương cực nhã quen, hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Vậy, ta về sau hành tẩu giang hồ, có thể tự cho mình là đồ đệ ngươi không? Hứa thất an cười nhạo nói ta không có ngươi loại đệ tử không nên thân này, ngươi đi con đường của mình, đừng nhấc lên quan hệ với ta. Cút đi cút đi. Miêu hữu phương xùy một tiếng. Có gì ghê gớm chứ, lão tử tương lai nhất định trở thành đại hiệp vang danh thiên hạ, đến lúc đó ngươi đừng bám dính bảo ta gọi ngươi. Hai chữ sư phụ, hắn chưa nói ra miệng. Miêu hữu phương xuyên qua rừng rậm, càng đi càng xa, không chút nào lưu luyến. Thẳng đến lúc đi ra mấy chục dặm, hắn bỗng dừng bước, nghỉ chân tại chỗ thật lâu. Ba ngày sau, bắt bộ Nam Cương. Hứa Thất An ở nơi ước định, một chỗ tên là Thác Tam Điệp, rốt cuộc chờ được Lệ Na cùng Hứa Linh Âm vượt qua thời gian ước định hai ngày. Xa xa, thấy một người ăn xin lớn cõng một đứa bé ăn xin, nhẹ nhàng bay vút đi ở giữa loạn thạch. Các nàng rối bù, quần áo rách tung tóe, cả người phát ra mùi chua thối, cực kỳ giống lưu dân chạy nạn. Lệ Na một đôi mắt đen lúng liếng tỏa sáng, khuôn mặt tinh xảo dính đầy vết bẩn hứa linh âm hai mắt dại ra vẻ mặt ngây ngốc khóe miệng chảy nước miếng như là con gái ngốc nhà địa chủ hứa thất an chấn động chuyện gì thế chuyện gì thế lệ na nhìn thấy hứa thất an như trút được gánh nặng xốc xốc hứa linh âm trên lưng được rồi đừng giả vờ nữa chúng ta an toàn rồi một đôi mắt to của hứa linh âm lập tức khôi phục linh động vui vẻ kêu lên đại oa nó từ trên lưng sư phụ nhảy lên Lao về phía hứa thất an Cái này vừa nghe là có chuyện xưa nha Là có liên quan với tới trễ hai ngày Hứa thất an lấy tay sách cổ nó Hất tay ném bay đi Phốt Hứa linh âm rơi vào trong đầm nước Ngươi cũng đi rửa ráy chút Hứa thất an nhìn lệ na Nâng tay chỉ đầm nước Không quên hỏi Trong mảnh vỡ địa thư có dự trữ quần áo sạch sẽ chứ Có có Lệ na bỏ xuống một câu ở trên tảng đá nhảy lên, cắm đầu lao vào đầm nước. Hứa thất an quay người đi, ngồi ở trên tảng đá lớn, bên cạnh chỉ có mộ nam chi cùng con cáo trắng nhỏ trong lòng nàng. Hồng Anh hộ pháp sau khi mang bọn họ đưa đến nơi đây, liền quay về thập vạn đại sơn. Nàng là số 5, thành viên thiên địa hội chúng ta, tiểu cô nương nam cương lực cổ bộ, luôn ký túc ở kinh thành hứa phủ. Hứa thất an giải thích, ta tính đi nam cương một chuyến, liền mang nàng theo. Mộ Nam chi xoa cái đầu quả dưa của con cáo trắng nhỏ, nhìn phía đầm nước, bình tĩnh gật đầu, lạnh nhạt đánh giá. Bề ngoài không tệ, dáng người cũng tốt, chỉ là ngốc chút, một mình lăn lộn giang hồ chắc chắn chịu thiệt. Nàng chỉ là tiểu cô nương nam cương này, vậy mà thoải mái đứng ở bên đầm nước cởi quần áo, cũng không biết quay đầu liếc nam nhân phía sau một cái. Hoặc là quá ngu ngốc, hoặc là dụng tâm kính đáo. Loại hành vi chủ động mang phúc lợi đưa đến trước mặt Hứa Thất An này, mặc kệ cố ý hay vô tâm theo mộ nam chi thấy đều là đang kiêu khích mình hứa thất an cười cười chưa thay lệ na giải thích nữ nhân ở phương diện này đều là lòng dạ hẹp hòi hơn nữa không phân rõ phải trái giảng đạo lý với nàng nói lệ na có thể có tâm tư xấu gì lệ na căn bản không có tâm tư nàng sẽ chỉ cho rằng ngươi đang cải cố đang bảo vệ trà xanh nửa khắc sau hai thầy trò tắm đi dơ bẩn mặc một bộ quần áo sạch sẽ trở về đại oa Hứa Linh Âm chạy tới như bay, như một con heo nhỏ mập mạp lại nhẹ nhàng nhảy lên ở giữa loạn thạch, tóc rối bời bay lên ở sau người, lao đầu vào trong lòng Hứa Thất An. Hứa Thất An không chút dao động ôm lấy muội muội, sau đó mang nó giao cho Mộ Nam Chi. Làm phiền giúp nó búi tóc trẻ con. Thuận tay tiếp nhận con cáo trắng nhỏ Mộ Nam Chi đưa qua. Bạch Cơ mắt đen lúng liếng, tò mò đánh giá Hứa Linh Âm, nhỏ giọng nói: "Nó là muội muội ngươi à?" Đúng vậy, ngươi là hồ ly con, nó là nhân loại con. Hứa thất an từng một tiếng, giới thiệu. Linh âm, đây là bạch cơ, muội muội một người bạn của đại ca, muội phải ở chung thật tốt với nó. Vân đại oa. Hứa linh âm dùng sức gật đầu, vương cái tay mập mạp xoa nhẹ một cái ở trên đầu bạch cơ, sau đó xoay đầu đi, lặng lẽ nuốt nuốt nước bọt. Mụi nuốt nước bọt làm chi? Hứa thất an chất vấn. muội không có nuốt nước bọt hứa linh âm cãi muội vừa rồi rõ ràng nuốt nước bọt muội đói bụng rồi mà nghe hai huynh muội nói chuyện bạch cơ yên lặng rụt về trong lòng hứa thất an bỗng nhiên cảm thấy thiếu một ít cảm giác an toàn chờ mộ nam chi búi tóc đồng tử xong cho tiểu đậu đinh hứa thất an hỏi làm sao vậy vì sao sa sút như thế lệ na vừa nghe nhất thời lộ ra vẻ mặt buồn rầu chúng ta dọc theo đường đi luôn gặp phải phiền toái người trung nguyên ven đường gặp được không phải muốn ngủ với ta chính là muốn ăn linh âm nhưng đều bị chúng ta đánh đi rồi về sau một vị lão nhân lớn tuổi nói cho ta biết bảo chúng ta ngụy trang thành lưu dân linh âm ngụy trang thành kẻ ngốc như vậy sẽ không khiến người ta chú ý ta cùng với linh âm nghe theo quả nhiên liền không gặp phiền toái nữa nói mấy câu đơn giản khiến hứa thất an lập tức biết tình huống vũ châu bất ổn bao nhiêu đã có lưu dân đói đến phát điên bắt đầu ăn thịt người rồi mà phàm là nữ tử có tư sắc, nếu không có năng lực tự bảo vệ mình, trong loạn thế như vậy, chỉ có thể trở thành đồ chơi. Nhân tính là giả thú dối trá hung tàn, luật pháp là nhà giam giam cầm nó, đạo đức là xiềng xích trói buộc nó. Nhưng trật tự dần dần sụp đổ, con giả thú hung tàn này sẽ mất đi trói buộc, cổ nhân nói lễ băng nhạc phôi, quốc gia tất vong, là ý này. Trong lòng Hứa Thất An thở dài. Mọi người ở bên thác Tam Điệp dựng lửa trại, Hứa Thất An bắt mấy con gà rừng dựng nồi sắc nấu cơm mổ thịt sau khi ăn uống no đủ đoàn người tiếp tục nam hạ tiến vào địa giới nam cương quân doanh vân châu soái trướng thích quảng bá đứng ở trước bản đồ thanh châu được dựng lên dùng một cành trúc lần lượt điểm qua vài tòa thành trì trên bản đồ kế tiếp muốn mang quân đẩy đến thành thanh châu chúng ta cần đột phá ba phòng tuyến phòng tuyến thứ nhất là huyện tùng sơn đông lăng viễn quận trong vòng năm ngày ta muốn các ngươi đánh hạ ba tòa thành trì này hắn dùng cành trúc điểm điểm hai chữ tùng sơn nói đặc biệt là tùng sơn nam giáp núi cao hiểm trở phía tây là sông tùng đều là phương hướng không dễ tiến công muốn công thành chỉ có thể từ cửa đông thành cùng cửa bắc thành đột phá nơi đây như một cái đinh đóng đinh tuyến đường tây tiến của chúng ta dương cung nhất định phái trọng binh gác các ngươi ai đi nhổ cái đinh này cho bổn soái cơ huyền thản nhiên nói trong vòng ba ngày có thể phá thành này Hắn tỏ vẻ muốn tiếp nhiệm vụ này. Thích quảng bá lắc đầu, ngươi không thể đi, ngươi phải đi đánh Đông Lăng. Mang tôn huyền cơ dẫn ra cho ta, mang sức chú ý của Thanh Châu hấp dẫn qua. Đại tướng quân, xin yên tâm giao cho mạc tướng. Trong các chỗ ngồi, một tướng lĩnh cao ráo khôi ngô đứng lên, hắn mắt trái màu xám trắng, trống rỗng vô thần, tựa như đã không thể nhìn thấy nữa, nhưng mắt phải hắn ánh sáng lạnh lẽo sắc bén. Người này tên Trác Hạo Nhiên, biệt hiệu trác đồ tể tính tình hiếu chiến hiếu sát phát cùng mặc kệ người già phụ nữ trẻ em hay thanh niên khỏe mạnh ở trong mắt hắn không khác gì nhau lúc chiếm núi làm cướp cướp bóc thương đội chưa bao giờ giữ lại người sống cách vài bữa còn muốn dẫn đội ra ngoài giết hại bình dân để cho đã nghiền bởi vì tính tình thô bạo ở trong quân vân châu không được lòng tướng lĩnh khác nhưng không thể phủ nhận người này có được quân sự năng lực chỉ huy năng lực tác chiến rất mạnh Thích quảng bá từng chính mồm thừa nhận người này là tướng tài khó được. Được. Thích quảng bá cười nói, trong vòng 5 ngày, không đánh hạ huyện Tùng Sơn, ngươi liền cút về cọ bô. Trác hạo nhiên liếm liếm môi, mắt trái bắn ra hàng quan hưng phấn mà dữ dội. Sự tình sau khi định ra, thích quảng bá cười nói. Nếu vận khí tốt, không tới nửa tháng, chúng ta sẽ có viện binh mới. Cơ huyền nhíu nhíu mày, Phật môn phải giữ lại thực lực ứng đối nam yêu, vu thần giáo bên kia quốc sư từng phái người can thiệp nhưng đại vu sư từ chối liên minh mắt hắn sáng lên cổ tộc thích quảng bá gật đầu nhìn thoáng qua các tướng lĩnh cũng mặc lộ vẻ vui mừng bằng không các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao các văn tuyên đã đi đâu các văn tuyên là đệ tử của quốc sư đồng thời cũng là tướng lĩnh kiệt xuất phái thanh niên của thành tiềm long người này giỏi trí mưu thủ đoạn bài binh bố trận lô hỏa thuần thanh một vị tướng lĩnh trẻ tuổi kiệt xuất như vậy vốn nên có một chỗ ngồi ở trong soái trướng nhưng sau khi vân châu quân khởi sự hắn lại biến mất chưa bao giờ xuất hiện thích quảng bá trầm giọng nói quân bản thân rời khỏi vân châu dám chính liền như một cây đao treo ở đỉnh đầu chúng ta quốc sư cùng già la thụ bồ tác chế trụ hắn nhưng tương tự cũng bị dám chính kiềm chế điều này làm quốc sư không rảnh mưu tính thứ khác tình huống thập vạn đại sơn Vạn yêu quốc và hứa thất an kết minh, đó là ví dụ. May mà quốc sư sớm có đoán trước, lưu lại diệu kế cẩm nang để cho các văn tuyên đi làm. Cơ Huyền chậm rãi gật đầu. Sau khi khởi sự, quốc sư và giám chính dấn thân vào bàn cờ, từ trước kia âm thầm đánh cờ, biến thành chém giết ở bề nổi. Hắn và già La thụ chế trụ giám chính, đồng thời cũng bị giám chính kiềm chế, không còn sức mưu tính thứ khác. Trong lúc đó, ngược lại cho hứa thất an cơ hội nhảy nhót lúc này mới có thế cục khẩn trương trước mắt của thập vạn đại sơn ta đã nói mà quốc sư tính toán không bỏ sót sao có khả năng dễ dàng không còn biện pháp không có phật môn nhưng nếu là có cổ tộc xuất binh giúp đỡ kết quả vẫn tương tự nam cương cổ tộc và đại phụng oán hận chất chứa đã lâu nhất định xuất binh chúng ta yên lặng đợi viện binh là được các tướng lĩnh đối với hứa bình phong có lòng tin gần như mù quáng hai ngày sau trong núi hoang đi ra một nhóm bốn người một cáo, tới bên đường cái bằng phẳng. Ở dưới lệ na chỉ dẫn, nhóm bốn người một cáo khéo léo tránh đi bộ tộc ven đường, rốt cuộc đi tới địa bàn lực cổ bộ. Đi tiếp 80 dặm chính là Bá Sơn, đại bản doanh lực cổ bộ chúng ta. Lệ na nhảy cẩn lên một cái, khuôn mặt tràn đầy vui sướng về nhà. Phía sau của nàng, hứa linh âm cầm thái bình đao, một đường vượt mọi trông gai, mở ra một con đường có thể thông qua cho mọi người cuối cùng có đường rồi. Hứa thất an tức giận nói, ngươi còn không thừa nhận mình lạc đường. Vì sao không sớm chút đi đường cái này, cứ phải trèo đèo lội suối. Ai da, không phải lạc đường, ta là dẫn các ngươi đi tắt, thuận tiện tránh đi những bộ tộc đáng ghét kia. Lệ Na giải thích. Hứa thất an sóc sóc mộ nam chi trên lưng, cảm thụ được thân thể mềm mại đầy đặn của hoa thần chuyển thế, nói. Được rồi, tiếp tục đi tới. Đường núi quá khó đi, mộ nam chi rất nhanh đã không đi được, chỉ có thể do hứa thất an cổng. Bây giờ đi ra khỏi núi lớn, vốn nên thả nàng xuống, nhưng mộ nam chi thân thể mềm mại, mông mượt mà co giãn, mặc kệ là xúc cảm hay là xúc cảm, đều khiến hứa thất an khó có thể dứt bỏ. Mộ nam chi cũng không yêu cầu tự mình đi bộ, cậu nam nữ trầm mặc hiểu lòng không mà không nói ra. 80 dặm đường, nếu đi bộ, đại khái cần một ngày thời gian, đoàn người đi nửa canh giờ, núi hoang ít dần, đồng bằng nhiều dần, nam cương khí hậu ấm áp, núi vẫn xanh, ven đường cỏ dại ung tùng. Nạn rét ở Trung Nguyên chưa ảnh hưởng đến nơi đây chút nào. Vù. Đột nhiên, tiếng xé gió từ bên trái ập tới, chỉ thẳng hứa thất an. Hắn bước chân không ngừng, quay đầu nhẹ nhàng thổi, mũi tên lực đạo đáng sợ, gào thét như điện kia nhất thời giống như tơ liễu nhu nhược trong gió, bị thổi bay. Từ trong bụi cây bên trái chạy ra hai nam tử trẻ tuổi mặc quần áo da thú may, đeo cung cứng sừng trâu. Bọn họ làn da ngăm đen, hai mắt lam nhạt, tóc xoăn trời sinh. Các ngươi không phải thương đội, không thể vào địa bàn lực của bộ chúng ta. Nam tử trẻ tuổi mặt vuông bên trái, dùng giọng nam cương quát. Nam tử trẻ tuổi bên phải, thì nâng cung cài tên, nhắm ngay hứa thất an. Hắn là nam nhân duy nhất trong đội ngũ. Nhưng hai người trẻ tuổi lực của bộ không có địch ý quá lớn, nghĩ hẳn là hứa linh âm tồn tại, đã làm mê hoặc bọn họ. Thổ Long, một đầu là ta nè, là ta nè. Lệ Na vui vẻ vung vẩy hai cánh tay, hiển nhiên là nhận ra hai người trẻ tuổi này. Ngươi là ai? Nam tử mặt chữ điền hồ nghi đánh giá nàng. Lệ Na bị hỏi sửng sốt, chỉ vào mặt mình, là ta nha, ta là Lệ Na nha. Đánh rắm, trắng trẻo nõn nà, nhìn là biết nữ nhân trung nguyên. Một nam tử trẻ tuổi khác Dương cung buông dây cung, hướng lệ na bắn một mũi tên mũi tên khoảng cách gần bắn ra tốc độ càng nhanh hơn mang theo lực đạo xuyên phá vàng đá bắn về phía ngực lệ na đinh lệ na bấm tay búng ở đầu mũi tên nhẹ nhàng bâng quơ mang mũi tên bắn văng ra nàng quay đầu liếc tiểu đồ đệ khờ khờ cùng với hứa thất an mộ nam chi hai người da mặt xấu hổ đỏ bừng dựng thẳng lông mày cả giận nói muốn ăn đòn đôi chân thon dài sức bật kinh người tung người bắn lên, một cú đá xoay mang nam tử trẻ tuổi bắn tên đá bay. Ở trước khi nam tử mặt chữ điền rút đao xương, nàng vạn lưng vung cánh tay, cánh tay phải quét ra một nửa vòng tròn, bốt một cái tác mang nam tử mặt chữ điền tác xoay tại chỗ hai vòng, nổ đông đóng mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Hai người trẻ tuổi lực của bộ an đòn, hoàn toàn không có việc gì, nhanh nhẹn đứng lên, nam tử trẻ tuổi bắn tên hồ nghi nhìn chầm chầm lệ na. Thật là lệ na à, ngươi sao lại biến thành trắng như đàn bà trung nguyên rồi vừa giao thủ có phải đồng tộc hay không lập tức có thể phát hiện ra ra chân vừa nhanh vừa mạnh tác lưu loát không sai nam tử mặt chữ điền thì bổ sung nói hơn nữa còn béo rồi nam cương khí hậu nóng ti tử ngoại mạnh dân bản xứ nam cương sinh hoạt ở nơi này làn da ngâm đen da thịt nữ tử cũng phần nhiều hiện ra màu tiểu mạch nhưng lệ na ở hứa phủ nuôi hơn nửa năm tránh được tia tử ngoại tàn phá, cộng thêm ăn vụng dưỡng nhan đan của thẩm thẩm, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, khác hẳn hai người trẻ tuổi cổ tộc. Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra ta khuôn mặt này? Lệ na chống hông. Không chừng là dịch dung đó. Nam tử bắn tên bật lại một câu, sau đó đắc ý, hừ hừ, hai tiếng. Ta mới vừa rồi là đang thử trình độ của ngươi, lệ na thật sự, khẳng định có thể tiếp được tên của ta. Lệ na nghẹn, thế mà không có lời nào để chống đỡ quay đầu nói với đám người hứa thất an không sao không sao tộc nhân lực của bộ ta xưa nay cẩn thận hơn nữa thông minh bọn họ mới vừa rồi là thử ta không phải người trung nguyên có thể hô ra tên của bọn họ hơn nữa thật sự nếu là dịch dung ai sẽ mang một người nam cương dịch dung thành bộ dáng da trắng xinh đẹp cái này không phải rêu rao trắng trận sao trong lòng hứa thất an ngập tràn lời nói nhảm hứa linh âm dùng sức ta một tiếng vẻ mặt nghĩ mà sợ may mà sư phụ ngươi là người nam cương thật sự người trẻ tuổi bắn tên thấy con bé trung nguyên vẻ mặt kiên kỵ lộ ra vẻ mặt đắc ý nói lệ na bọn họ là ai nó là đồ đệ ta thu ở trung nguyên đây là ca ca của đồ đệ ta khi ta ở kinh thành được bọn họ chiếu cố lệ na mang hứa thất an cùng hứa linh âm giới thiệu cho hai vị tộc nhân bỏ qua mộ nam chi bởi vì không quen với nàng trải qua nàng giới thiệu hứa thất an cũng biết tên hai người trẻ tuổi cổ tộc người trẻ tuổi bắn tên là thổ long hai cánh tay thon dài cơ bắp cân xứng nhìn qua là biết cung tiễn thủ trời sinh người trẻ tuổi mặc chữ điền tên một đầu bởi vì khi sinh ra hình dáng khuôn mặt vuông liền bị cha mẹ gọi là một đầu đồ đệ á một đầu chấn động ngươi là con gái tộc trưởng sao có thể lén thu đồ đệ Thu còn là một người trung nguyên, các trưởng lão sẽ đánh ngươi. Thổ Long cho mày, tuy không phụ họa theo, nhưng có thể nhìn ra hắn cực kỳ bất mãn. Bí thuật cổ tộc không truyền người ngoài, cho dù là giữa bảy bộ tộc, cũng là giữ khư khư thứ của mình, có thiên kiến bè phái. Huống chi là thu một con bé trung nguyên làm đồ đệ, cái này hiển nhiên là phạm vào tộc quy, là tối kỵ cổ tộc. Ta không sợ bọn họ đâu, các trưởng lão là tứ phẩm, ta cũng là tứ phẩm, ai đánh ai còn không nhất định đâu lệ na hừ lạnh một tiếng lão già nào dám động thủ ta một quyền một người đánh chết hết tộc trưởng là người đầu tiên đánh ngươi một đầu giọng điệu nghiêm túc lệ na rụt đầu lớn tiếng nói đồ đệ ta thu là thiên tài trong vạn người không có được một là thiên tài ngàn năm hiếm thấy là là thiên tài sách sử ghi lại tới nay chưa bao giờ xuất hiện nàng dốc hết toàn lực dùng vốn từ không nhiều của mình để hình dung hứa linh âm một đầu cùng thổ long dừng bước liếc tiểu đậu đinh khờ khờ hỏi thiên tài một bữa có thể ăn mấy bát cơm lệ na hừ hừ một tiếng linh âm một bữa có thể ăn mười bát cơm không tính đồ ăn một đầu cùng thổ long nhìn nhau hơi động dung quả thật là thiên tài khó được nhưng cái này thì thế nào tộc quy chính là tộc quy ngươi cũng là thiên tài nhưng ngươi dám lén truyền bí thuật cổ tộc, vẫn phải bị phạt. Hứa thất an nghe bọn hắn liếu ríu nói tiếng chim nam cương, nhíu mày hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Lệ na phun ra một hơi, giải thích. Bọn họ nói ta lén thu người Trung Nguyên làm đệ tử, sẽ bị các trưởng lão nghiêm trị. Ta là từng nghe nói cổ thuật nam cương cổ tộc các ngươi không truyền người ngoài, nhưng quy củ cụ thể rốt cuộc như thế nào? Hứa thất an nói xong, nhìn nàng, chờ đợi giải thích. Quy củ cụ thể sao? Lệ Na nhớ lại tộc quy một chút, nửa nói nửa học thuộc lòng. Chưa trải qua cho phép mang cổ thuật truyền cho nô lệ, roi ba vạn sáu ngàn. Từng cái này bộ tộc khác nhau, số roi cũng khác nhau, lực của bộ chúng ta là nhiều nhất. Chưa trải qua cho phép mang cổ thuật truyền cho ngoại tộc, đặc biệt người Trung Nguyên tội chết. Sư phụ chết, đồ đệ cũng phải chết. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.